Thành quả đây anh em này, đánh đêm qua được gần chục, 8 con về thì bắt được 7 anh em. Một con thì nó phi vào dây diềm, nó văng bố nó ra. Đấy. Ừ, lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chi đêm nhé. Đấy, xích ngày hôm qua vỡ khá là mạnh ấy. Đấy, sáng nay còn những cái con rơi rớt lại đồng ấy, thì bắt được rồi anh em. Bạn này là của ông chú, đấy, đánh móm mấy hôm rồi, nay mang tiếng lên đánh hộ luôn. Đấy, đây là đánh tiếng xích mới của năm 2022 này. Tiếng này ok anh em ạ. Đánh quá là ok luôn. Một con bật vào chỗ này, tính treo lớ lửng đây rồi. Loại màu vàng này thì theo tiếng này cực kỳ là mạnh anh em. Chết ngay. Đấy, bó tròn đây rồi. Đây anh em này. Đấy. Màu vàng. Nói chung dính lưới cuốn lắm, không thoát được anh em. Đây hai con chích này anh em này. Đấy, vừa bắt được xong. Cầm đây, cái này. Thôi đút vào phát đi. Trong đây được hai con nữa rồi anh em. Chích này vẫn rồi. Dẻo cũng to lắm. Để đánh một lưới hải lợi anh em. Tính cực kỳ luôn. Đổ phun. Ok anh em nhé. Đấy, đang giờ chim đi rồi. Thành quả đây anh em này. Để đánh đêm qua được gần chục, 8 con về thì bắt được 7 anh em. Một con thì nó phi vào dây diềm, nó văng bố nó ra. Đấy, nó xong nó gù chỗ loa này, đến lúc ra thì sáng sớm ra đánh tiếng to to lên thì nó gù đấy, nó bay vào rừng rồi anh em. Không biết là tối nay thì chắc kiểu gì nó cũng chết. Đợt này thì nó đi lẫn lộn cả màu đỏ, cả con mốc anh em. Nó đa số đợt này đánh được cái loại mỏ vàng thì nó nhiều. Được hai con màu đỏ này, hai ba con. Ngoài lại đâm vào chuông nghe phê lắm anh em, làm choang đấy. Thích. 7 con. 7 hay 8. Cái này to hết. À, loại màu đỏ này mới to này. Còn đêm qua gữ suốt anh em thích á. Đánh ngoại này nó cũng ham. Chim nó đi là nó đi nhiều. Đánh dễ mà nó theo tiếng lắm, mà bản tiếng mới của năm nay thì đánh thì ok. Cái bàn của em đây đánh thì cạnh tranh nhiều người lắm, ngay đằng sau đít có một ông, đằng trước mặt có một ông, nhưng mà khả năng là hôm nay mình là rực rỡ nhất này. Đây loại màu đỏ này mới là loại theo tiếng mạnh này, tăng đến loại màu vàng này. Đấy, mỏ vàng là chim gọi là chim giữa đấy. Đấy thì loại đấy nó theo ác. Còn ở Bắc Giang đánh như thế này là cũng là gọi là ok rồi anh em ạ. So với anh em thợ đánh ở quanh khu vực thì là ok. Còn mình thì không thể bì được với anh em đầu nguồn, ví dụ như Tuyên Quang hay là Lạng Sơn hay là Cao Bằng đấy. Đấy, hoặc là Hà Giang thì anh em đánh nổ to hơn. Đấy, còn giới thiệu qua cho anh em một chút là về cái bộ đồ đánh quốc biển này, để anh em nào có nhu cầu mua ấy thì liên hệ. Loa thì đánh bằng loa toa Indo, đấy, 2 con. Loa check kèn 2 con và đánh tiếng kẹt là 2 tiếng anh ạ. Đấy, một tiếng đâm loa và một tiếng gọi. Tiếng gọi đây. Lưới thì sử dụng bằng lưới hải lợi thôi anh em. Cái dòng lưới này thì bám chim, lấy chim vào thì nếu có 8 con vào thì tỷ lệ gọi là mất một con thì chắc em nghĩ là đâm vào dây diềm thôi. Thường thường nó vào thì nó sẽ đâm trực tiếp vào mặt túi nhiều hơn. Đấy, đánh thì nó đem lại hiệu quả cao thì anh em tham khảo. Ok, một video thì quay cho anh em xem là về cái thành quả đánh chim quốc biển của một tối. Đấy, hiện tại thì chim đang đi rất là nhiều. Còn anh em nào thiếu đồ bẫy thì liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.